ngày hôm nay thì bên nhà bảo có soạn ra một số mẫu máy này review anh chị nha. Nên là hàng này á thì anh chị nào mua thì bảo đã có là test thử làm video cho mình rồi. Thì anh chị nào có nhu cầu á thì mình cũng có thể lên số nha. Đó, anh xem cây nào được anh lấy luôn. Rồi bây giờ bảo vào từng số nha để mình lựa chọn này. Thân máy bu lông Vulcan. Cây này á lực là 420 N anh chị nhá. À cây này á thì anh chị nào mua ngày hôm nay thì bảo tính cho mình á là số 3 này. Mức giá chỉ có là 450.000. Trước đây giá cao nha, thùng hư nè, thùng xấu cho mình để mình xài nhá. Tiếp tục nè. Số 2, thân máy mài Cutan. Mẫu này á là 3 cấp số động cơ là không chủ thang, có 290.000 thôi là có rồi nhá. Nhớ cho bảo là ngày hôm nay thùng xấu nhá anh chị nhá. Nếu mà mình ở gần á thì mình ghé qua mình mua luôn giúp bảo. Số 4 này, thân máy khuôn Y20 của nhà Vulcan này, động cơ là không chủ thang nha, máy 3 chức năng. Máy này á thì hộp xấu rồi, thùng bên ngoài á dơ hết rồi, ngày hôm nay thanh lý cho mình. Số 4, 520.000, động cơ là không chủ thang nha, để mình xài nha. Đây, máy trà nhám anh chị ơi, trà nhám vuông vuông này, hàng review nên là sẽ hơi dơ một xíu nha, không có mới 100% đâu. Lấy cho bảo số 5, 250.000 là có rồi, để mình xài nha. Đây, bộ máy khoan này, 3 chức năng Masaki nha. Pin này dòng xả cao này, bộ này á thì bảo review mấy video rồi. Nói chung á là xem như bán hàng cùng cho mình đi. Số 7 nha, 1.550.000. Ngày hôm nay bán cho mình á là phân nửa giá thôi. Số 7, 800 nha. Máy 2 pin phổ thông, một sạc cho mình xài nha. Đây, thân máy mài này, ở Vulcan nha. Máy là 7.200, 3 cấp số, động cơ là không chổi thang. Thân này á là mức giá là 720 hay là 690 gì bảo quên rồi. Ngày hôm nay cũng bán cho mình số 10, 350.000, máy 3 cấp số, động cơ là không chổi thang cho mình. Để xài nha. Đây bu lông này. Cây bu lông này á thì bảo có thâu lại thôi, nhưng mà đầy đủ đồ cho mình luôn. Đầu khẩu, đầu điếu quá trời. Bộ này á lực là 450 N của nhà Himoki nha. Cây này bắn khá là ngon nha, thì bảo không lại bán cho mình này với mức giá số 11, 650.000 thôi. Thông thường á là 1.450.000 để mình xài nha. Ngoài ra có những mẫu thân máy này, cưa sắt 4 in của nhà Marula, hộp ngoài là hư rồi nên là còn hộp nhựa đi kèm thôi. Có sẵn lam sắt sẵn rồi, số 12, pin phổ thông nha, 350.000 là bán cho mình luôn để mình xài nha. Máy bắn cốt anh chị ơi, mẫu này là Roman nè. Anh chị nào mua là dàn cơ, cây này là khục nha, 5 tia xanh. Anh chị nào mua cho bảo mà máy là Roman 3 số 8 nha. Cây này á là bảo review rất nhiều rồi, 1.750.000. Ngày hôm nay máy cũng có 2 pin không đầy đủ cho mình á, bảo hành là đầy đủ theo công ty nha, 1 năm nha. Số 8 có 1.150.000 thôi, bán rẻ vô cùng luôn. Còn nếu mà anh chị nào thích máy laser Sasuke thương hiệu Nhật nha, bảo hành cũng là 1 năm. Máy đi kèm cho mình đó là cục nhựa đầy đủ, một pin một sạc. Máy này bảo có review rồi. Anh chị nào á mà mua á thì ngày hôm nay bảo sale rẻ cho mình đi. Cây này 900.000 á, 890 chứ. Ngày hôm nay số 6 bán cho mình 590 là xong nha. Bán rẻ cho mình á, không sai luôn. Máy thổi Vulcan này, thùng xấu này, thùng dơ này, số 14. Ngày hôm nay bán mình 300 thôi. Thân, động cơ là mình xài pin phổ thông nha. Động cơ lớn này, cánh quạt to, về mình xài thôi. Ngoài ra, nếu mà anh chị nào thích máy mài nhà đất tông, lấy cho bảo số 13. Công tắc bóp này, 990.
máy là hư thùng thôi, chứ máy mới nguyên, có đầy đủ gác tê, khóa mở, tay cầm. Ngày hôm nay số 13, 750.000 bán cho mình luôn, thì mình xài. Đây số 2 này, bộ khoan pin chọc CX5 của nhà Hucan nhé, 650. Ngày hôm nay bán mình 450.000 số 2 nhé, 2 pin 1 sạc đế đi kèm như này, thì mình xài. Hộp giấy bên ngoài hư rồi anh chị nhé. Tiếp tục này, máy đánh bột 7 Nhật thì bên nhà bảo lại có hàng nha Makita. Cây này á, là xài điện 220, ngày hôm nay số 16, 750.000. Còn mình thích máy đột Makita 7 Nhật số 17, 1.450.000 thôi là bán cho mình luôn. Trước đây 1.650.000 nha, có tặng cho mình á, thêm mùi để mình xài nha. Ngoài ra bộ khu lông TNT này, hàng để tồn kho bên trong này, xem như là bán củ cho mình luôn. TNT 380 new, 2 pin 1 sạc, 860 ngày hôm nay, số 9, 600. Và anh chị nào thích máy đục không? Máy đục này, mới nguyên như này của nhà Sasuke luôn, không được Nhật nha. Hàng chất lượng nha, 2 mũ đục đi kèm bên trong nha. Ngày hôm nay 2.3 triệu thì bảo bán mình 1.650.000 thôi là có rồi. Ngày hôm nay nha, thì hôm qua bảo lên máy Kutan á, mẫu thân máy này đặt nhiều lắm anh chị ơi. Mức giá bây giờ là giá rẻ so với thị trường á, là bán nát thị trường luôn, có 290.000. Máy là 10 ly thân không, 3 chức năng nha, 60 new, có thêm chức năng này, kim loại bên sau. Hàng nội địa này, nhà bảo đang lấy đơn về để đóng hàng nha. Ngày hôm qua đặt nhiều quá. Rồi thì ngày hôm nay bảo cũng làm video ngắn cho mình thôi, thanh lý những cây máy mà thùng xấu này. Hàng review cũng như là hàng xả đến từ công ty. Thì anh chị nào có nhu cầu liên hệ ngay nha. Rồi, bảo xin kết thúc video.